Cô xin chào các em học sinh lớp 6 đến với tiết học lịch sử và địa lý ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung bài học mới, cô sẽ sửa bài tập vận dụng của tuần trước cho các em. Dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy xác định 4 điểm cực: cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ nước ta và cho biết 4 điểm cực thuộc tỉnh thành nào. Quan sát trên hình, các em sẽ thấy 4 dấu chấm đỏ cô đã thể hiện trên hình, đó là 4 điểm cực của nước ta. Và trước tiên, điểm cực Bắc. Điểm cực Bắc nước ta thuộc tỉnh Hà Giang. Điểm cực Tây thuộc tỉnh Điện Biên. Điểm cực Đông thuộc tỉnh Khánh Hòa. Và cuối cùng, điểm cực Nam thuộc tỉnh Cà Mau. Như các em đã biết, trái đất của chúng ta rất là rộng lớn và không phải ai cũng có điều kiện, cơ hội để đi khắp mọi nơi trên trái đất. Chính vì vậy, quả địa cầu được ra đời. Quả địa cầu chính là mô hình thu nhỏ của trái đất và quả địa cầu giúp chúng ta có thể xác định được vị trí các quốc gia trên thế giới. Và khi muốn tìm hiểu chi tiết hơn về một quốc gia, một vùng đất nào đó trên trái đất, thì công cụ không thể thiếu, đó chính là bản đồ. Vậy, bản đồ là gì? Làm cách nào để chúng ta có thể hiểu được hết những nội dung được thể hiện trên bản đồ? Và trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ giải đáp được những thắc mắc ấy. Và nội dung bài học ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu là bài 2. Ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng. Bài 2. Ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng gồm hai nội dung chính. Một la mã, ký hiệu bản đồ và chú giải. Hai la mã, các loại ký hiệu bản đồ. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu nội dung một la mã, ký hiệu bản đồ và chú giải. Một la mã, ký hiệu bản đồ và chú giải. Dựa vào nội dung sách giáo khoa, em hãy cho cô biết bản đồ là gì. Sau khi đã tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa, các em có thể biết được bản đồ được định nghĩa. Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ, tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất của chúng ta. Các em tiếp tục đọc những thông tin trong sách giáo khoa và cho cô biết bản đồ địa lý được sử dụng để làm gì. Trong môn học địa lý thì bản đồ địa lý thường dùng để thể hiện nhiều loại thông tin khác nhau. Vậy, làm sao chúng ta có thể đọc và hiểu hết những nội dung cơ bản được thể hiện trên bản đồ? Đây là câu hỏi rất nhiều bạn thắc mắc và trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng giải đáp được câu hỏi này. Để chúng ta có thể đọc và hiểu hết những nội dung cơ bản được thể hiện trên bản đồ, thì các em cần phải dựa vào ký hiệu trên bản đồ. Vậy, ký hiệu là gì? Và có những loại ký hiệu, những dạng ký hiệu nào? Cô và các em sẽ tìm hiểu vào nội dung kế tiếp. Các em hãy quan sát hình 2.1. Em hãy cho biết các ký hiệu A, B, C, D tương ứng với nội dung các hình nào? Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4. Các em cùng quan sát hình 2.1, một số đối tượng địa lý và ký hiệu quy ước của chúng trên bản đồ. Chúng ta thấy có 4 hình. Hình 1 là hình bãi biển. Hình 2 là một cánh rừng, hình 3 là sa mạc và hình 4 là một sân bay. Và ở phía dưới có 4 ký hiệu tương ứng với sa mạc, rừng lá kim, bãi biển, sân bay. Và nhiệm vụ của các em hãy xác định xem hình 1 tương ứng với ký hiệu nào ở bên dưới là A, B, C, D. Nhìn vào chúng ta thấy rất là dễ xác định. Chúng ta thấy được rằng hình 1 là bãi biển sẽ tương ứng với lại
ký hiệu C là bãi biển. Hình 2, cánh rừng lá kim sẽ tương ứng với lại B là hình rừng lá kim. Hình 3 là một sa mạc sẽ tương ứng với lại là A. Và cuối cùng hình số 4 là một sân bay thì sẽ tương ứng với ký hiệu là D, sân bay. Vậy chúng ta có thể thấy được rằng các đối tượng địa lý sẽ được thể hiện trên bản đồ bằng những các loại ký hiệu khác nhau. Và ký hiệu bản đồ chính là những hình vẽ, màu sắc, chữ viết mang tính quy ước dùng để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. Cô và các em cùng đến với một bài tập nhỏ. Các em hãy quan sát hình 2.2, bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế giới và bản đồ hành chính Hà Nội. Đối với bài tập này, cô và các em sẽ có hai bài tập nhỏ. Một, các em hãy xác định các yếu tố sau. Các em hãy xác định bảng chú giải và ký hiệu bản đồ trên hai bản đồ trên. Và hai, ký hiệu nào thể hiện các mỏ sắt, mỏ than? Và ký hiệu nào thể hiện ranh giới của thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận? Là phần hướng dẫn, cô hướng dẫn các em làm bài tập. Đối với yêu cầu 1, chúng ta cần phải xác định được bảng chú giải và phần ký hiệu trên hai bản đồ sau. Thì phần chú giải, các em quan sát là phần khung màu đỏ cô đã ký hiệu cho các em. Đây còn gọi là bảng chú giải hay là bảng chú thích. Và phần ký hiệu của bản đồ là cái phần trong cái khung màu xanh lá cô đã ký hiệu cho các em. Các em hãy xác định trên hình 2.2 ký hiệu nào thể hiện cho mỏ sắt và ký hiệu nào thể hiện cho mỏ than. Trước tiên, các em hãy nhìn vào phần ký hiệu trên bảng chú giải cô đã ký hiệu lại bằng ô màu xanh lá. Thì các em thấy được rằng ký hiệu cho mỏ sắt người ta dùng ký hiệu là hình tam giác màu đen. Và ký hiệu cho mỏ than được sử dụng là hình vuông màu đen. Các em hãy dựa vào bản đồ hành chính Hà Nội để xác định ký hiệu nào dùng để thể hiện ranh giới của thành phố Hà Nội với các tỉnh lân cận. Các em lưu ý, đối với ký hiệu ranh giới thì các em nhìn lên hình sẽ có hai loại ký hiệu. Một là ranh giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hai là loại ký hiệu ranh giới quận, huyện, thị xã. Đối với Hà Nội là thành phố thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương thì chúng ta sẽ sử dụng loại ký hiệu ở trên là đường đứt nét màu đen. Vậy, các em thấy được rằng ký hiệu thể hiện ranh giới của thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận là đường đứt nét màu đen. Qua những nội dung cô và các em vừa tìm hiểu thì các em có thể thấy được rằng ký hiệu bản đồ là những dấu hiệu quy ước dùng để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. Vậy, em hãy cho cô biết ký hiệu bản đồ có ý nghĩa như thế nào? Ký hiệu bản đồ là một thành phần không thể thiếu trong mỗi bản đồ vì ký hiệu dùng để thể hiện tất cả các đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ một cách rõ ràng, chính xác và khoa học nhất. Như cô vừa trình bày, thì các em đã biết được ký hiệu bản đồ là một thành phần không thể thiếu trên mỗi bản đồ. Và trên mỗi tấm bản đồ thì lại không thể thiếu bảng chú giải. Bảng chú giải thường đặt ở phía dưới của tấm bản đồ, hoặc ở góc bên trái hoặc bên phải. Vậy theo em, bảng chú giải có vai trò như thế nào đối với chúng ta khi đọc bản đồ? Khi chúng ta đọc bản đồ thì bảng chú giải có một vai trò hết sức là quan trọng, bởi vì bảng chú giải cho chúng ta biết được nội dung, ý nghĩa của các ký hiệu được dùng trên bản đồ. Vì vậy, khi đọc một bản đồ, công việc đầu tiên của các em là các em cần đọc tên bản đồ, sau đó các em hãy đọc bảng chú giải trước để các em hiểu được nội dung, ý nghĩa của các ký hiệu dùng trên tấm bản đồ đó. Các em vừa tìm hiểu xong
nội dung phần 1 La Mã của bài ngày học ngày hôm nay. Như vậy, các em có thể hiểu được rằng ký hiệu bản đồ có hai đặc điểm rất là quan trọng. Một, ký hiệu bản đồ chính là phương tiện dùng để thể hiện toàn bộ hay một phần của các sự vật và hiện tượng địa lý. Hai, ký hiệu bản đồ giúp cho người đọc phân biệt được sự khác nhau của các thông tin thể hiện trên bản đồ. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập. Như phần giảng bài của cô ở phía trên, khi chúng ta quan sát một tấm bản đồ, công việc đầu tiên chúng ta cần làm là cần đọc tên của bản đồ. Và tấm bản đồ này có tên là Địa hình và khoáng sản Liên bang Nga. Sau đó, các em cần quan sát đọc bản chú giải. Và đây là bản chú giải của bản đồ. Khi đọc bản chú giải, các em sẽ biết được các đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ sẽ được ký hiệu bằng những loại ký hiệu nào. Quan sát bản chú giải, các em thấy được sắc được thể hiện bằng hình tam giác màu đen. Vàng được ký hiệu bằng hình tròn một nửa đen nửa trắng. Và kim cương. Tiếp theo là dầu mỏ được ký hiệu bởi hình tham màu đen. Đây là nội dung ghi bài. Các em nhớ ghi bài vào tập đầy đủ nhé. Bài 2. Ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng. Một La Mã. Ký hiệu bản đồ và chú giải. Sau, các em sẽ có tiết kiểm tra thường xuyên lần 1. Điểm số là hệ số 1. Hình thức kiểm tra là trắc nghiệm. Thời gian làm bài 25 phút với số câu hỏi là 20 câu. Các em sẽ ôn những nội dung chính sau đây. Các em sẽ ôn nội dung bài 1. Các em sẽ ôn phần 1 La Mã và 2 La Mã. Bài 2, các em ôn phần 1 La Mã. Và bên cạnh đó, các em phải xem lại bài tập xác định kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý của một điểm. Và sau đây, cô sẽ ôn lại những nội dung quan trọng cho các em. Sau đây, cô sẽ ôn lại một số nội dung khó ở bài số 1, như là về kinh tuyến là gì, vĩ tuyến, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý. Và cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập xác định kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý của một điểm. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu lại đường kinh tuyến. Kinh tuyến chính là những đường nối từ cực Bắc đến cực Nam trên bề mặt quả địa cầu. Quan sát trên hình, các em sẽ thấy kinh tuyến là những đường màu xanh dương và có cùng xuất phát từ cực Bắc và nối thẳng kết thúc đến ở cực Nam. Trên bề mặt quả địa cầu sẽ có một đường kinh tuyến gốc và đường kinh tuyến gốc này được cô ký hiệu là đường màu đen. Đường kinh tuyến gốc bao giờ cũng là đường kinh tuyến không độ và đây chính là đường kinh tuyến đi ngang qua đài Thiên Văn Greenwich của nước Anh. Đường kinh tuyến gốc sẽ chia quả địa cầu ra thành hai phần. Một nửa cầu ở bên phải của kinh tuyến gốc ta gọi đó là nửa cầu đông. Chính vì vậy, những đường kinh tuyến nằm ở phía bên phải của kinh tuyến gốc, ta gọi đó là kinh tuyến đông. Tương tự, nửa cầu ở bên trái của đường kinh tuyến gốc, ta gọi đó là nửa cầu tây. Và những đường kinh tuyến nằm bên trái của đường kinh tuyến gốc, ta gọi đó là kinh tuyến tây. Và các đường kinh tuyến có độ dài luôn luôn bằng nhau. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em xác định đường vĩ tuyến. Vĩ tuyến chính là những đường vòng tròn bao quanh quả địa cầu và vuông góc với kinh tuyến. Các em quan sát trên hình sẽ thấy vĩ tuyến là những đường vòng tròn màu hồng và vuông góc với đường kinh tuyến. Và trong các đường vĩ tuyến thì sẽ có một đường vĩ tuyến gốc không độ hay còn gọi là đường xích đạo. Đường vĩ tuyến gốc
chia quả địa cầu ra thành hai phần. Một nửa ở phía trên đường xích đạo, ta gọi đó là nửa cầu Bắc. Chính vì vậy, những đường vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Bắc, ta gọi đó là vĩ tuyến Bắc. Tương tự, nửa cầu ở phía dưới đường vĩ tuyến gốc, ta gọi đó là nửa cầu Nam. Và những đường vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Nam, ta gọi đó là vĩ tuyến Nam. Và các đường vĩ tuyến có độ dài không bao giờ bằng nhau, và độ dài của các đường vĩ tuyến sẽ giảm dần từ xích đạo về phía hai cực. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em cách xác định kinh độ của một điểm. Theo như khái niệm, thì kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc. Và khi nêu kinh độ của một điểm, các em cần xác định rõ địa điểm đó nằm phía tây hay phía đông của đường kinh tuyến gốc. Sau đây là một ví dụ để các em dễ hiểu hơn. Ví dụ, các em hãy xác định kinh độ của điểm B. Để xác định được kinh độ của điểm B, đầu tiên các em phải xác định được vị trí của điểm B trên hình. Các em thấy được rằng điểm B nằm trên đường kinh tuyến 40 độ. Và đường kinh tuyến này nằm bên phải của đường kinh tuyến gốc, nên đây sẽ là đường kinh tuyến 40 độ đông. Và từ đây ta sẽ thấy được rằng khoảng cách từ điểm B đến đường kinh tuyến gốc sẽ là 40 độ đông. Hay nói cách khác, 40 độ đông chính là kinh độ của điểm B. Tương tự, các em sẽ được hướng dẫn lại cách xác định vĩ độ của một điểm. Vĩ độ của một điểm, theo như khái niệm, chính là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc. Và khi nêu vĩ độ của một điểm, các em cần phải xác định rõ địa điểm đó nằm phía bắc hay phía nam của đường vĩ tuyến gốc. Và sau đây là một ví dụ để các em dễ hiểu hơn. Các em hãy xác định vĩ độ của điểm B. Cũng giống như khi xác định kinh độ của điểm B, thì các em phải xác định được vị trí của điểm B trên hình. Và đây là vị trí của điểm B. Và khi đã xác định được vị trí của điểm B trên hình, các em sẽ xác định được xem điểm B nằm trên đường vĩ tuyến bao nhiêu độ. Thì nhìn hình, chúng ta thấy được điểm B nằm trên đường vĩ tuyến 20 độ. Và đường vĩ tuyến 20 độ này nằm ở phía trên đường xích đạo, nên đây sẽ là đường vĩ tuyến 20 độ Bắc. Và chính vì vậy, khoảng cách từ điểm B đến đường xích đạo là 20 độ Bắc. Hay nói cách khác, vĩ độ của điểm B là 20 độ Bắc. Khi chúng ta đã xác định được kinh độ, vĩ độ của một điểm, thì chúng ta sẽ xác định được tọa độ địa lý của điểm đó. Vậy, tọa độ địa lý của một điểm là gì? Tọa độ địa lý của một điểm chính là nơi giao nhau giữa kinh độ và vĩ độ của điểm đó. Và như lúc nãy, các em đã xác định được kinh độ của điểm B là 40 độ đông, vĩ độ của điểm B là 20 độ bắc. Chính vì vậy, tọa độ địa lý của điểm B sẽ là 40 độ đông, 20 độ bắc. Các em quan sát kỹ cách ghi tọa độ địa lý của một điểm. Và sau đây là một bài tập để các em biết cách xác định tọa độ địa lý của một điểm. Ở hai tiết học trước, cô cũng đã cho các em hai bài tập về cách ghi tọa độ địa lý của một điểm rồi. Thì trong bài tập này, cô cũng mong các em là hiểu rõ hơn được cách ghi tọa độ như thế nào, để trong tiết kiểm tra các em làm bài cho đúng. Quan sát trên hình, các em thấy có 3 điểm, điểm C, điểm E và điểm Y. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ xác định được tọa độ địa lý của điểm C là 20 độ Tây, 10 độ Bắc. Trong đó, 20 độ Tây là kinh độ của điểm C.
10 độ Bắc là vĩ độ của điểm C. Tương tự, quan sát điểm E, chúng ta thấy điểm E có tọa độ địa lý là 10 độ Đông, 0 độ, với kinh độ là 10 độ Đông, vĩ độ là 0 độ. Điểm E có vĩ độ là 0 độ do điểm E nằm trên đường xích đạo, hay còn gọi đó là đường vĩ tuyến gốc 0 độ. Và cuối cùng là điểm Y có kinh độ là 20 độ Đông và vĩ độ là 20 độ Bắc. Như vậy, cô vừa ôn lại cho các em những nội dung khó trong bài 1. Và phần về nhà, các em cần lưu ý là ghi bài vào tập. Các em nhớ chỉ ghi phần nội dung ghi bài thôi. Và các em ôn bài cho cô. Ôn bài 1, phần 1 La Mã, 2 La Mã. Bài 2, phần 1 La Mã. Các em xem lại bài tập cách ghi tọa độ địa lý của một điểm. Để vào tuần sau là ngày thứ tư, các em sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên lần 1. Các em nhớ ôn bài cho thật kỹ để mình làm bài cho tốt nha. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.